is with you. We all know what we need. Freedom, democracy is all that we need. Freedom, democracy is all that we need. Freedom, democracy for you and for me. Freedom, democracy. À, đây chương trình của Diễn đàn Tự Do. Tôi Lê Hải xin kính chào quý thính giả. Đây là buổi phát thanh đầu tiên của chương trình Diễn đàn Tự Do trên làn sóng của TNT. Và trên làn sóng chúng tôi cùng có anh Phú Sĩ và tiến sĩ Trần Diệu Chân. Và xin mời anh Phú Sĩ và chị Diệu Chân lên trước. Vâng, Diệu Chân trước hết chào Hải và Phú Sĩ, rất là hân hạnh được làm việc lần đầu tiên với các bạn và xin được kính chào toàn thể quý khán thính giả đang theo dõi chương trình ạ. Và tôi là Phú Sĩ. Phú Sĩ xin chào chị Diệu Chân và anh Lê Hải, và Phú Sĩ cũng xin chào tất cả các bạn đang lắng nghe chương trình Diễn đàn Tự Do ngày hôm nay. Và tôi là Lê Hải, đang nói chuyện với quý vị đây. Và trong buổi phát thanh đầu tiên, chúng tôi xin mạn phép là tự giới thiệu ba chị em tham gia buổi nói chuyện hôm nay, để quý thính giả có thể biết đứa đến là những người quý vị đang lắng nghe là ai, và tại sao có những cái mối quan tâm và để đưa những làn sóng này đến thư chuyện cùng quý thính giả. Thưa mời chị Diệu Chân nói trước rồi. Dạ vâng, Diệu Chân mà tự giới thiệu mình thì cũng có gì để giới thiệu hết cả. Vâng, chỉ xin chia sẻ với hai bạn cũng như là tất cả quý khán thính giả là Diệu Chân thì đi rời khỏi Việt Nam rất là lâu rồi, có lẽ là 3/4 cuộc đời ở bên hải ngoại và 1/4 ở trong nước, hay là 1/3 gì đó. Vâng, thì trong cái thời gian xa xôi cách xa đất nước như vậy, nhưng mà lúc nào cũng rất là thương nhớ đồng bào cũng như là dân tộc chúng ta, đất nước chúng ta. Chỉ có tiếc là chưa có cơ hội về thăm quê hương thôi. Trở lại với Hải và Sĩ Phú, Phụ Sĩ. Dạ, chị Duy Trân khiêm tốn quá, thì Hải nhắc chùm cho chị. Thì thấy được là chị Duy Trân là đã từng đi có học bổng đi du học từ hồi 1971. Thì theo Lê Hải biết là thời giai đoạn đó là nếu mà được đi du học bổng mà đi như vậy là phải là thuộc hạng ưu tú của đất nước Việt Nam ở thời đó. Và tôi Hải muốn nhắc thêm để quý thính giả có thể biết hiểu được là cái bà chị Duy Trân đã là tiến sĩ, được bảo đoàn tiến sĩ về về kinh tế, phải không ạ? Thì đó là cũng là một cái sự học cao rộng, và chị cũng thuộc hạng ở thời trẻ của chị cũng là dạng ưu tú của đất nước Việt Nam ở thời đó. Hải ơi, cho Hải cho Diệu Chân có một đôi lời đỡ lời một tí. Tại vì được bạn giới thiệu một cách rất là chân quý như vậy đó, Diệu Chân rất là xúc động. Nhưng mà thật sự ra dùng chữ ưu tú thì phải nói là với số dân của dân tộc chúng ta ngày đó là khoảng độ 30 triệu và bây giờ là 90 triệu thì rất nhiều người Việt Nam ưu tú. Diệu Chân không dám nhận cái điều đó, phải nói là Diệu Chân là một người may mắn thì đúng hơn. Và ngày hôm nay chúng ta có những cái buổi nói chuyện sinh hoạt như thế này, Diệu Chân muốn chia sẻ cái may mắn của mình với đồng bào mình ở khắp mọi nơi. Dạ, cảm ơn chị. Dạ, mời xin Phú Sĩ. Xin chào các bạn đang nghe đài. Đúng là Phú Sĩ có nhìn vô cái giới thiệu trong cái về chị Diệu Chân á, thì đúng là rất là impressive. Chị đi du học ở nhiều nơi, nhiều quốc gia như Tân Tây Lan, với cái học bổng Colombo Plan, và học về cử nhân ngành chế biến thực phẩm tại Đại học Massey, rồi học kinh tế, cao học kinh tế tại Đại học San Jose là bên Mỹ, rồi tiến sĩ kinh tế tại UC Santa Cruz. Tức là một cái quá trình lâu dài trong cái học hỏi kiến thức
ở tất cả ở những cái trường đại học mà nổi tiếng của các quốc gia phát triển, cho nên là có thể là trong buổi nói chuyện ngày hôm nay thì hy vọng là Phú Sĩ sẽ được học hỏi được nhiều từ chị trong những cái gì mà chị muốn chia sẻ với tất cả các bạn đang lắng nghe cũng như với Phú Sĩ và Lê Hải. Còn riêng Phú Sĩ thì Phú Sĩ qua bên Phú Sĩ học hết lớp 12 ở Việt Nam. Sau khi học hết lớp 12 thì Phú Sĩ có vô trong một trường cao đẳng của bên Việt Nam và học thêm 3 năm nữa. Nhưng rồi sau khi học hết 3 năm thì Phú Sĩ cùng với gia đình đi qua Hoa Kỳ vào năm 1992 theo một chương trình gọi là HO, tức là Humanitarian Operation, là một chương trình dành cho những gia đình của những tù nhân sau cuộc chiến tranh Việt Nam, những tù nhân trong các trại tù cải tạo mà chế độ Cộng sản miền Bắc đã bắt và giam giữ những tù nhân sau ngày 30 tháng 4 năm 1975. Thì những tất cả những gia đình mà có bố mẹ mà bị giam giữ trong những trại tù cải tạo đó, thì vào những năm như là bắt đầu từ năm 90 cho đến năm 91-92, thì cái khoảng thời gian đó là có cái số lượng các gia đình cựu tù nhân các trại tù cải tạo của Cộng sản miền Nam Việt Nam được đi định cư tại Hoa Kỳ. Thì đến Phú Sĩ đến Mỹ năm 92, Phú Sĩ nhớ rất là rõ là đặt chân xuống thành phố San Jose, cái phi trường San Jose, nắng rất là đẹp, bước cửa ra cửa máy bay thì rất là đẹp. Rồi sau đó thì đi từ San Jose đi về thành phố Houston, thì mình phải đi từ San Jose qua thành phố Dallas, rồi từ Dallas chuyển qua thành phố Houston, là đi nhiều chặng máy bay. Thì cái ngày bỡ ngỡ đó, mình rất là bỡ ngỡ khi mà mình đến Mỹ. Và sau một cái thời gian ban đầu thì mình cũng lo làm những công việc để giúp đỡ gia đình mình, chứ mình cũng không có đi học. Nhưng rồi sau 2-3 năm sau thì Phú Sĩ mới thu xếp đi học, bởi vì mình nghĩ rằng nếu mình không có đi học thì cái tương lai của mình nó cũng sẽ không có thể nào khá hơn được. Bởi vì nếu mà đi làm công thợ thuyền không thì đời sống chắc là cũng không có được, lương cũng không cao nên đời sống cũng chắc cũng không có tốt. Cho nên là sau đó thì năm 95 thì Phú Sĩ mới đi vô trường đại học Phú Sĩ học. Và đến năm 98 thì Phú Sĩ cũng học xong cái chương trình đại học 4 năm chuyên về cái lĩnh vực gọi là quản lý hệ thống tin học, gọi là Management Information System, là viết tắt là MIS. Rồi sau đó, đó thì Phú Sĩ làm cho hãng dầu hỏa, một hãng dầu hỏa ở Houston. Và rồi tiếp tục trong quá trình mình đi làm thì công ty cũng giúp đỡ cho mình là đi học thêm buổi tối, thì học chương trình buổi tối về chương trình gọi là Graduate Degree, tức là cao học. Thì sau đó thì cũng học hết chương trình đó, và từ đó đến nay thì Phú Sĩ vẫn làm cho một hãng dầu hỏa lớn của thứ hai của Hoa Kỳ và của một trong những hãng dầu hỏa lớn của nước Mỹ. Thì Phú Sĩ trong cái quá trình mà suốt 27 năm mà mình ở Mỹ đó, mình dành rất là nhiều thời gian, chủ yếu thời gian của mình là làm công việc cho hãng sở, tức là phần lớn thời gian trong mỗi ngày của mình là dành cho cái công chuyện của công ty của mình. Và một phần lớn thời gian của 27 năm vừa qua là mình dành cái thời gian để mình học cái kiến thức, học trong những cái chương trình mà đào tạo chuyên nghiệp của các trường đại học, rồi những chương trình đào tạo của các hãng lớn của bên Mỹ này. Thì như vậy là phần lớn thời gian của mình là chỉ là công việc xã và công việc học hành và công việc nâng cao cái kiến thức, học hỏi kiến thức. Hôm nay thì Phú Sĩ rất là vui vì có được dịp mà nói chuyện với lại các bạn, cũng như là được dịp là biết chị Diệu Trân. Phú Sĩ cảm thấy là rất là ngưỡng mộ chị, và Phú Sĩ cũng rất vui là được nói chuyện với anh Lê Hải. Cảm ơn anh Phú Sĩ. Lê Hải xin tự giới thiệu là Hải thì cũng là gia đình Hải cũng là sau năm 1975 cũng là nạn nhân của chế độ Cộng sản áp chế, và lúc đó thì ba mẹ của Hải đã cho hai anh em Hải đi vượt biển.
và Hải đến Hoa Kỳ từ năm 82, lúc đó độ 13 tuổi, vừa mới học xong lớp 6. Thì qua đây thì Hải cũng phải tranh sống với đời, nhưng mà vì may mắn là trong cái một cái xã hội văn minh ở Mỹ, nó có cho tạo cơ hội cho Hải để tự lập được. Và sau này Hải đã đem gia đình tụ họp ở đây. Thì trong thời gian qua Hải cũng vẫn đã sinh hoạt với cộng đồng rất là nhiều. Những lần trước thì Hải cũng có tham gia làm những cái công việc như là làm tổ chức vận động bầu cử trong cộng đồng Việt Nam. Và hiện tại Hải cũng đang nói chuyện với quý khán giả qua khi đang ngồi trong xe, tại vì Hải muốn đang chuẩn bị để tham gia một cái buổi họp của Đại hội Hoàng đại cộng đồng của Houston sắp tới đây. Thì nói chung là thì Hải cũng là một người vượt biển qua đây từ trẻ, và cuộc sống Hải cũng đã ở nước Mỹ cũng như chị Diệu Dân là ở đây 3/4 cuộc đời, nhưng vẫn còn cái mối quan tâm đối với đất nước Việt Nam và cái toàn thể cộng đồng Việt Nam cỡ cũng ở hải ngoại và cỡ trong nước. Ở hải ngoại thì Hải cũng mong muốn góp sức mình để giúp cái cộng đồng người Việt hải ngoại càng lớn mạnh, càng vững chân cái thế đứng trong cái xã hội Mỹ, và vọng về quê hương, về đất nước Việt Nam, thì Hải cũng mong mỏi giúp được đi nào phần nào đó để cho đất nước giàu mạnh hơn, và có thể nói là được tự do nhân quyền trên đất nước Việt Nam. Và đó là cái gì tâm ý của Hải thường hay tham gia những công việc với chủ ý là mang lại một cái gì đó, tại vì có cái sự may mắn của Lê Hải trong cái quãng đời sống ở nước ngoài, thì Hải nghĩ là nếu mà Hải ở trong nước Việt Nam thì có thể là những cơ hội đó sẽ không tới. Và vì sự may mắn đó và cảm nhận được cái sự may mắn của mình đó, nên Hải cũng muốn thưa chuyện cùng quý bạn để mong là có cơ hội nào mà Hải có thể truyền đạt một cái gì đó để giúp các quý vị tín giả, đặc biệt các bạn trẻ trong nước cùng được một được cái sự may mắn đó như Lê Hải. Dạ. Yeah. Cái tâm tình của Lê Hải với lại sĩ Phú đó, Phú Sĩ, dưới chân xin lỗi, cứ đảo lộn Phú Sĩ với sĩ Phú đều hay hết cả. Vâng. Diệu Chân nghe rất là cảm động, bởi vì biết là các bạn trải qua những cái giai đoạn thăng trầm của đất nước có lẽ là vất vả hơn Diệu Chân rất nhiều. Nhưng mà ngày hôm nay đó, có lẽ nếu mà nói như vậy thì chắc là quý thính giả rất là ngạc nhiên. Và anh chị em chúng tôi mới chỉ gặp nhau trên đường dây Internet ngày hôm qua, đúng không Hải với lại Phú Sĩ? Thành ra là, nhưng mà mình cảm thấy rất là thân, bởi vì mình cùng chia sẻ một cái tâm, đó là cái tâm thương yêu đất nước và cái tâm muốn phục vụ, muốn đóng góp cho cộng đồng hải ngoại cũng như là cho đất nước Việt Nam của chúng ta, để mọi người đều được hạnh phúc, đất nước được thăng tiến. Thì đó là cái tâm mà nó nối kết cả ba người lại. Rồi Diệu Chân cũng được biết là các bạn đã sinh hoạt trong cộng đồng, cũng là những nhân tố mà cộng đồng ở địa phương cũng như là những cái tiếng nói đồng bào của chúng ta ở khắp mọi nơi rất là cần, rất là trân quý. Thì Diệu Chân có một cái đặc điểm muốn chia sẻ như thế này, là khi ở hải ngoại đó, chúng ta thấy là cái tinh thần mà chúng ta may mắn có được ăn, được học, được thăng tiến trong xã hội rồi, chúng ta làm sao phải đền đáp trở lại xã hội của mình, đất nước của mình. Và đó là cái tâm phục vụ mà chúng ta đã được thấu triệt và cảm thấy rất là tri ân những vị đã hy sinh cho đất nước, phải không Hải với lại Phú Sĩ? Dạ, đúng, đồng ý với chị. Dạ vâng, Phú Sĩ muốn xin chia sẻ một điều nữa, đó là trong một cái khoảng thời gian 27 năm ở Mỹ đó, thì lúc ban đầu thì mình là chủ yếu, Phú Sĩ chỉ là mình tập trung rất là nhiều vô cái vấn đề gọi là học hành và cũng như là công ăn việc làm và sự nghiệp của mình. Tức là mình cũng không có để tâm nhiều lắm về những cái vấn đề của Việt Nam hay là những cái vấn đề mà của cộng đồng hay là của đất nước Việt Nam của mình trong một khoảng thời gian cũng tương đối khá dài.
Nhưng rồi một cái ngày kia thì mọi chuyện nó làm cho Phú Sĩ thay đổi. Từ một cái ngày đó là Phú Sĩ biết rằng ở đất nước Việt Nam của mình thì cái dân tộc của mình đang sống ở một cái đất nước mà ở nơi đó người dân của mình không có được những cái quyền tự do hay là cái quyền mà bình đẳng và cái quyền mà những cái quyền mà Phú Sĩ đang có và cũng như là những cái quyền mà Lê Hải đang có hoặc là chị Diệu Dân đã mà đang có ở bên Mỹ. Chỉ là một cái ví dụ rất là nhỏ thôi mà Phú Sĩ cho là quan trọng đối với mọi người Việt Nam, đó là cái quyền bình đẳng. Quyền bình đẳng, lấy ví dụ như là bình đẳng về vấn đề là cơ hội làm việc. Tức là khi có một cái nơi nào đó, một cơ quan nào đó có việc làm, một ví dụ như cơ quan nhà nước hay là cơ quan tư nhân hay là một cái tổ chức nào đó có một cái việc làm, thì đối với Phú Sĩ là một người mà đã ở thấm nhuần cái tư tưởng là bình đẳng ở trong một cái xã hội tự do, thì đối với Phú Sĩ cái bình đẳng về cái việc làm, cái cơ hội có cái việc làm là một cái điều quan trọng. Nhưng Phú Sĩ biết rõ, rất là rõ ra là các bạn của Phú Sĩ đang ở bên Việt Nam, khi có một cái công việc nào đó thì không, chưa chắc chắn là các bạn có cái cơ hội bình đẳng để có thể xin được cái công việc đó. Bởi vì cái công việc đó nếu mà nó nằm trong một cái cơ quan nhà nước, ví dụ như là cơ quan của những cái cơ quan mà do nhà nước quản lý và những cái những người lãnh đạo của các cơ quan đó là cơ quan là những người của nhà nước, của Đảng Cộng sản Việt Nam, thì các bạn chắc chắn sẽ không có cơ hội bình đẳng để mà có cái công việc làm đó, mà cái công việc đó có thể là sẽ là ưu tiên cho con của những vị làm cán bộ, hay là ưu tiên cho con cái của, hay là người thân của các vị làm lãnh đạo trong các đảng, hoặc là lãnh đạo của nhà nước, hoặc là lãnh đạo của các cơ quan. Cho nên khi cái ngày mà nó đến, khi mà Phú Sĩ biết rằng đó mình có được rất nhiều, được hưởng nhiều cái mà cái đất nước tự do ở Hoa Kỳ này nó cho mình được hưởng, và Phú Sĩ biết các bạn của bên Việt Nam của mình đang sống trong một cái cuộc sống nó không có được cái sự bình đẳng, các bạn không có được cái quyền bình đẳng như những người mà có cái mối liên hệ đối với nhà nước của Đảng Cộng sản Việt Nam, cũng như là Phú Sĩ biết rằng các bạn không có rất nhiều cái quyền, các bạn không có, thì Phú Sĩ cảm thấy rằng rất là sợ hãi. Phú Sĩ không phải sợ cho Phú Sĩ, mà Phú Sĩ sợ cho cái dân tộc của mình. Phú Sĩ cảm thấy sợ hãi rằng không lẽ là 100 năm tới cái dân tộc của mình sẽ tiếp tục sống trong một cái màn đêm như vậy hay sao. Phú Sĩ bắt đầu rất là lo lắng về cái tình trạng của đất nước Việt Nam của mình. Phú Sĩ cảm thấy nếu mà cái vấn đề của Việt Nam nó tiếp tục nó đi theo cái chiều hướng như cái chiều hướng của ngày hôm nay và những thập niên vừa qua, thì Phú Sĩ cảm thấy cái dân tộc của mình sẽ tiếp tục sống trong một cái bóng tối, một cái màn đêm, với một cái sự mà đè nén, mà mình ở trong cái bóng đêm đó, cái màn đêm đó mình mất đi nhiều cái quyền mà mình xứng đáng mà được hưởng. Đó là lý do tại sao Phú Sĩ đã thay đổi từ cái ngày mà Phú Sĩ cảm nhận được cái điều đó. Và từ cái ngày mà Phú Sĩ cảm nhận ra cái mà người dân Việt Nam mình đang phải sống trong một cái màn đêm đó, Phú Sĩ muốn thay đổi, muốn xóa tan cái màn đêm đó. Đó là lý do tại sao Phú Sĩ bắt đầu chuyển hướng. Tức là thay vì từ một con người chỉ nghĩ đến cái quyền lợi của mình, chỉ nghĩ đến cái học vấn của mình hay là cái công ăn việc làm của mình cho cái cuộc sống của cá nhân mình, thì Phú Sĩ bắt đầu chuyển hướng, dành rất là nhiều thời gian để mà tham gia vào những cái hoạt động xã hội của cộng đồng, và những cái hoạt động đó đều nhắm vào một cái mục tiêu duy nhất là xóa đi cái màn đêm đen tối đang bao trùm trên cái đất nước Việt Nam của mình, để Phú Sĩ mong rằng khi các bạn ở bên Việt Nam của mình có được một cái cơ hội sống trong một cái xã hội nó được tự do, dân chủ, và nó có những cái quyền bình đẳng cho tất cả mọi người, thì cái đó là cái niềm mà mong ước lớn nhất của Phú Sĩ. Đó là lý do tại sao Phú Sĩ đã và đang và sẽ tiếp tục dấn thân vô cái con đường đó để mà mình đấu tranh cho một cái đất nước Việt Nam tươi sáng hơn. Thưa anh Hải và chị Diệu Trân. Dạ, cảm ơn Phú Sĩ. Dạ, xin nhắc lại quý thính giả đang lắng nghe chương trình Diễn đàn Tự do. Chúng tôi sẽ, đây là buổi phát sóng đầu tiên, và chúng tôi sẽ đến với quý vị từ 2 giờ đến 3 giờ sáng giờ Việt Nam hàng tuần.
và có thể và đồng thời đó là giờ từ 12 giờ đến 1 giờ giờ Cali, nơi mà chị Dù Chân đang tham dự. Và ở Houston thì có Phú Sĩ và Lê Hải, chúng tôi hiện tại là đang từ 2 giờ đến 3 giờ chiều hàng tuần. Và những cái cuộc nói chuyện kế tiếp chúng tôi sẽ có một đường dây để quý vị mời quý vị thính giả có thể gọi vào tham gia. Đây là diễn đàn tự do nên chúng tôi muốn mời và muốn cùng thưa chuyện cùng quý thính giả và mời quý thính giả đóng góp cái suy nghĩ của mình và mong mỏi qua những cái lời trao đổi đó thì chị em chúng tôi có thể là góp ý phần nào đó với cái những cái việc gì mà các bạn thính giả đang nghe đang quan tâm tới. Thì lúc nãy anh Phú Sĩ có chia sẻ cái lý do và cái điểm then chốt nào mà anh đã bắt đầu cuộc dấn thân vào cái việc làm của anh, đóng góp sức mình cho đất nước và cho người Việt Nam ở hải ngoại cũng như quốc nội. Thì đó là điểm tương đồng của ba chị em chúng tôi. Rồi qua cái những cuộc nói chuyện trên diễn đàn tự do là chúng tôi muốn qua cảm nhận được cái sự may mắn và cái cơ hội của những người ở hải ngoại. Cơ hội đây tại vì ở nước chúng ta bị phân biệt đối xử, đặc biệt những là những người có con cháu của người cha mẹ phụ thân phụ có tham gia vào quân đội Việt Nam Cộng Hòa trước đây, thì sau 75 thì là những nạn nhân của chế độ cộng sản, cho nên chúng tôi đã không có những cơ hội đó và nhận thức được cơ hội đó khi ra nước ngoài mới biết là mình đã bị phân biệt đối xử như thế nặng thế nào và những cơ hội đáng lẽ phải có nhưng chúng tôi đã không được có cho đến khi ở nước ngoài. Và khi với cơ hội đó chúng tôi đã tận dụng và chúng tôi đã tìm được một lối sống cho mình và biết được có những cái rất nhiều người dân trong nước có thể nói là có từng có công với cuộc kháng chiến của cộng sản. Đến nay và qua những mẫu chuyện mà hãy nghe được qua Facebook thì họ bây giờ cũng là nạn nhân của chế độ cộng sản luôn, chứ không phải là chỉ là những người có người thân tham gia chế độ Việt Nam Cộng Hòa trước đây, mà cái số nạn nhân ở Việt Nam càng lớn. Nên cái đó cũng là một mối quan tâm của Hải đối với người dân, tại vì cái số lượng người hưởng thụ trên cái lợi của đất nước mà cái tiềm năng Hải thấy được thì nó rất là lớn. Đặc biệt ở sống nước ngoài thì mình thấy cái sự văn minh và cái sự tiến triển của văn minh nó đi nhanh và xa, nhưng mà nhìn lại Việt Nam thì còn ở bị thụt lùi. Có thể đó là lý do tại sao anh Phú Sĩ lúc này anh nói anh hoảng sợ vì cái màn đêm đen tối đó, cái cho anh thấy cái sự thụt lùi của đất nước, của dân tộc mình. Cho nên Hải cũng bắt đầu thấy những cái kiểm đánh đó, cái viễn cảnh đó, và có thể là ba chị em chúng ta mỗi người nhận thức cái điểm đó ở thời điểm khác nhau. Thì rồi chúng ta cũng mong muốn qua những cái diễn đàn như cái buổi nói chuyện như thế này thì chúng ta có thể mở bộc lộ nhiều hơn những cái nhận thức nào đó về cái viễn cảnh và cái tiềm năng của tương lai của đất nước có thể đi đến đâu và hiện tại nó như thế nào. Đó thì mời anh chị Dư Chân và anh Phú Sĩ có đóng góp gì thêm. Dạ vâng, qua cái tâm tình của hai bạn đó thì Dư Chân hy vọng là quý bà con của chúng ta ở khắp mọi nơi đều cảm nhận được chúng ta cùng có một cái tấm lòng với đất nước và ai cũng mong muốn đất nước mình là một cường quốc, là một cái quốc gia mà đi đến đâu cũng được những người khác vị nể, xứng đáng với cái tầm vóc của nó. Nhất là khi mà chúng ta để ý đến cái tiềm năng của dân tộc mình đó, thì cái tiềm năng đó rất là lớn, đúng không Hải với lại Sĩ Phú Di? Dạ, đồng ý chị. Dạ, vâng chị. Dạ, cô không biết là hai bạn có những con số gì để chia sẻ với bà con mình trước khi Diệu Chân chia sẻ một số những cái con số cụ thể thôi mà chúng ta đang đứng ở đâu trên thế giới ngày hôm nay.
Dạ vâng, Phú Sĩ xin phép chị Diệu Trân và anh Lê Hải. Phú Sĩ muốn đưa ra một vài những cái điểm then chốt mà Phú Sĩ nghĩ đó là những cái tiềm năng lớn của đất nước Việt Nam và của dân tộc Việt Nam. Thứ nhất, mình có thể nói rằng một cái đất nước hay là một cái dân tộc muốn cho một cái đất nước hoặc là một dân tộc nó trở thành một cái đất nước hùng mạnh, sánh vai với các cường quốc hay là những quốc gia phát triển trên khu vực hoặc là trên thế giới, thì nó bắt đầu từ cái con người. Cho nên Phú Sĩ nghĩ rằng cái tiềm năng, mọi cái tiềm năng nó phải bắt đầu từ hai yếu tố. Thứ nhất là yếu tố con người, và thứ hai đó là cái yếu tố về cái đất nước của mình, về cái vị trí địa lý của nó, về những tài nguyên khoáng sản, những cái mà của cái đất nước nó có thể có được. Cho nên Phú Sĩ muốn nói về hai cái điều đó. Thứ nhất, nếu mà mình nói về con người đó, thì Phú Sĩ thấy một điều rất là rõ ràng, mà cũng như là các bạn đang lắng nghe đài, cũng như anh Hải và chị Diệu Trân có thể thấy một cách rõ ràng. Nói về mặt con người, dân tộc Việt Nam có một cái sức sống rất là mãnh liệt. Đó là một cái tiềm năng thật là lớn. Khi mà nói về cái sức sống mãnh liệt của dân tộc Việt Nam đó, mình phải nói rằng cách đây, ví dụ như là năm 1950, thì dân tộc của mình chỉ có hơn 28 triệu người. Nhưng ngày hôm nay, năm 2019, tức là 70 năm sau, thì cái dân tộc của mình nó đã từ khoảng 28-29 triệu người giữa thế kỷ thứ 20. Bây giờ sau 70 năm, dân tộc của mình đã có 96 triệu người rồi. Mà trong 96 triệu người đó thì phần lớn cái lứa tuổi mà từ 25 tuổi cho đến 30 tuổi nó lại là chiếm con số là đông nhất, tức là cái tỷ lệ cao nhất. Cho nên nói về cái con người, thì cái dân tộc của Việt Nam của mình có một cái sức sống mãnh liệt, sinh sôi nảy nở, tức là một cách tuyệt vời. Tức là trong một năm có thể tăng dân số là trên 2% hoặc là hơn 2%. Cái điều đó là cái điều mà nếu mà mình chỉ là so sánh với những cái quốc gia khác, như là những quốc gia ở bên châu Âu đi, Bắc Âu đi, như là Hà Lan hay là Đan Mạch hay là Thụy Điển hay là một nhiều quốc gia khác, mình sẽ thấy rằng những cái quốc gia đó, cái dân tộc của người ta không có sinh sôi nảy nở nhiều như cái dân tộc Việt Nam của mình. Và những quốc gia đó, cái tỷ lệ mà người trẻ tuổi nó trở nên nó ít lại, và cái dân số nó trở nên già đi và lão hóa đi. Như vậy mình thấy rõ ràng dân tộc của mình là phát triển một cách mạnh mẽ về cái dân số và có cái tiềm năng về tuổi trẻ năng động, và một cái tuổi trẻ là sôi nổi, trẻ trung và năng động. Đó là cái điểm mà Phú Sĩ thấy. Nói về con người, cái đó là điểm then chốt nhất. Một cái điểm then chốt thứ hai mà Phú Sĩ nghĩ rằng dân tộc Việt Nam của mình có một cái đặc điểm là trên 95% những người mà từ tuổi 15 tuổi trở lên, trên 95% là đều có cái gọi là đều có biết đọc biết viết, tức là đều có học vấn, tức là một cái trình độ học vấn căn bản là biết đọc biết viết cái ngôn ngữ của mình. Thì cái điều đó cũng là một cái điểm thuận lợi, bởi vì khi mà mình có một cái dân tộc mà trên 95% những người ở từ lứa tuổi 15 trở lên mà đều biết đọc biết viết thông thạo đó, khi mà biết đọc biết viết thông thạo thì cái khả năng để mà những người có kiến thức hơn truyền đạt cái kiến thức đó qua những người muốn học hỏi kiến thức, nó sẽ có thể làm được, người ta có thể dạy được, người ta có thể in sách vở để mà chuyển đạt cái kiến thức, từ những người có kiến thức chuyển đạt qua những người muốn học hỏi và tiếp thu những cái kiến thức. Thì cái đó là cái điều mình có khả năng làm được. Dân tộc Việt Nam của mình có khả năng là làm cho dân tộc của mình tiếp thu được kiến thức để mà chuyển từ một cái mức độ trình độ kiến thức này đi qua một cái trình độ kiến thức khác. Đó là một điều có khả năng rất là làm được. Còn nói về con người là như vậy. Nói về đất nước của mình, ví dụ như là nói về địa lý của nó, rồi nói về cái tiềm năng về khoáng sản, tài nguyên thiên nhiên của nó, thì Phú Sĩ thấy rất là rõ ràng. Nói về địa lý, Việt Nam của mình có một vị trí tuyệt vời, một vị trí mà tất cả các quốc gia ở trong khối ASEAN hoặc là các quốc gia ở khu vực Đông Nam Á phải là rất là
ganh tị với cái đất nước Việt Nam của mình, bởi vì cái vị trí địa lý của mình nó là ở ngay cái bờ biển mà nối liền giữa cái giao lưu hàng hải giữa Đông Á và Đông Nam Á và các Đông Nam Á và Đông Á, và từ Ấn Độ Dương đi qua bên Đông Á hoặc là Đông Nam Á, hay là cái nơi vị trí địa lý của mình là nó có một cái tầm rất là chiến lược, rất là quan trọng cái vấn đề giao thông hàng hải. Và cái tài nguyên thiên nhiên của đất nước Việt Nam của mình, đất nước Việt Nam của mình là tương đối là một quốc gia, tức là sau cái thời phong kiến, thì trong cái thế kỷ 20 thì phần lớn là chiến tranh trong cái thế kỷ 20, thì mình chưa có những cái cơ hội để mà có những cái hoạt động kinh tế để mà tìm kiếm ra những cái tài nguyên thiên nhiên, để mà quản lý những cái tài nguyên thiên nhiên và sử dụng những cái tài nguyên thiên nhiên của mình một cách hợp lý, để mà mình giúp cho sử dụng những cái tài nguyên thiên nhiên đó vô cái công cuộc phát triển đất nước của mình. Tức là mình vẫn có rất là nhiều tiềm năng về tài nguyên thiên nhiên, mình chưa có khai phá ra, chưa có khai phá, chưa có khai thác và chưa có sử dụng và chưa có những cái kế hoạch. Thưa chị Diệu Trân và Lê Hải, đó là hai điều mà Phú Sĩ muốn nói. Phú Sĩ đưa ra những cái điểm rất là chính đáng về tài nguyên thiên nhiên cũng như là nhân tố của dân tộc chúng ta. Nhưng mà dĩ nhiên là khi mà đi vào chi tiết trong những cái buổi nói chuyện kỳ tới đó, thì chúng ta sẽ xem là khai dựng những cái tài nguyên này như thế nào, ở trong một cái hoàn cảnh đất nước như thế nào, thì chúng ta phát huy được tất cả những cái tiềm năng và những cái hay cái đẹp của dân tộc. Đặc biệt đó là cũng trong cái bối cảnh mà chúng ta có người Việt Nam ở hải ngoại đi khắp mọi nơi trên thế giới, lại thu thập được những cái hay cái đẹp của thế giới ở khắp mọi nơi như vậy đó, thì đó cũng là một cái nguồn tài nguyên rất là tuyệt vời trong cái việc xây dựng đất nước. Ngoài ra thì cái hiện trạng của đất nước chúng ta về vấn đề kinh tế, vấn đề chỉ số phát triển vân vân, không biết là Hải có muốn đóng góp ý kiến. Dạ, theo em thấy thì những cái tiềm năng như anh sĩ và chị có vừa đặt đến thì đó là những yếu tố, những nhân tố đã có, nhưng mà cái môi trường để giúp những cái nhân tố và những yếu tố đó phát triển để thành một cái bước thành đạt thì nó là một cái điểm rất quan trọng. Tại vì em thấy được là trước đây và mình đang nói về cái tiềm năng Việt Nam, nhưng mà thật sự trước đây chúng ta đã có những cái đó. Trước năm 75 chúng ta đã là được gọi là Hòn Ngọc Viễn Đông và có tiếng trên thế giới, và ở lúc đó thì cái mức phát triển Việt Nam rất cao, và đến mà trong cái đời sống, một cuộc sống hòa bình phồn thịnh, và đợt thời lúc đó là em đặc biệt là một cái ấn tượng sâu đối với em là ở thời đó văn thơ và nhạc rất hiền hòa, và thơ Việt Nam lúc đó rất phồn thịnh và rất phong phú. Cho nên đó mà chỉ có một dân tộc cường phú hiền hòa mới có một tinh thần để mà đưa ra những bài thơ và những bài nhạc hiền hòa như vậy. Thì và cộng với đó, song song với đó là thế giới đã nước Việt Nam chúng ta lúc đó ngang hàng, phải nói là ngang hàng với Nhật Bản lúc đó, và trội hơn các nước quốc gia lân cận. Nói chung là ở khối ASEAN lúc đó có thể nói là Việt Nam và Nhật là hai nước sáng giá nhất ở thời điểm đó. Thì mình nói về tiềm năng, nhưng mà em thấy được là mình đã có cái tiềm năng đó, nhưng mà hiện tại là đã đánh mất một thời gian. Có thể nói là mình chỉ tìm lại cái tiềm năng đó thôi, mà có những yếu tố hiện tại chúng ta đang có. Chân chia sẻ một chút xíu, tức là cái tiềm năng của dân tộc thì rất là lớn ha, nhưng mà khi mà với thời gian mà mình có cái cơ hội để khai dựng nó đó, thì nó lại càng phát triển, nó lại càng nảy nở, càng lớn rộng ra hơn. Nhưng mà tức là vào cái năm 1900, trước cái thời chiến tranh, tức là trước năm 1975 đó, thì miền Nam Việt Nam đã được coi là một trong những con rồng con hổ gì của Á Châu rồi, giống như là Hải nói đó. Và so với lại các quốc gia lân cận, thí dụ như là Thái Lan với lại Nam Hàn, thì họ nhìn vào chúng ta như là một cái biểu tượng để phát triển và thèm muốn. Nhưng mà cuối cùng rồi thì ngay bây giờ đó, chúng ta đang đứng ở đâu? Thì Diệu Trân muốn chia sẻ một vài cái điểm nhỏ nhỏ như vậy đó,
để bà con mình có thể hình dung ra được là cái tiềm năng của chúng ta đã không được phát triển. Tại sao không được phát triển thì dĩ nhiên là trong những cái buổi nói chuyện khác chúng ta sẽ còn khai triển rất là nhiều về những cái khía cạnh. Nhưng mà cho Diệu Trân chỉ chia sẻ một chút xíu rồi mời Hải tiếp tục nha. Là cái con số mà Diệu Trân thu thập được đó, thì ngày hôm nay nếu nói về lợi tức đầu người đó, chúng ta ở trong cái hàng nghèo đói là 127, đứng thứ 127 trong số 195 quốc gia trên thế giới, tức là rất là thấp. Trong khi Thái Lan đó, họ đứng thứ 83 và Korea đứng thứ 11. Mà nếu mà nói con số đó thì Việt Nam là 2523 Mỹ Kim, còn Thái Lan là khoảng trên 7.000 và Korea trên 31.000, kinh khủng không so với mình. Nhưng mà đó là cái con số mà nếu chia đều đầu người, thật sự ra đó, cái sự chênh lệch giàu nghèo, những cái người mà tỷ phú, triệu phú vì tham nhũng ở trong nước mình đó, họ tóm hết những cái quyền lợi về kinh tế, trong khi người dân mà nghèo, nghèo mạt dẹp, nghèo đến sống đến độ nhiều khi không có, chỉ có vài đồng ở trong gia đình để tiêu xài mỗi tháng, phải không? Thì thành ra cái con số đó nó không có phản ảnh được cái sức mạnh đồng đều, và dĩ nhiên là nó là một cái sự bất công vô cùng mà lúc nãy sĩ phụ có phụ sĩ có chia sẻ đó. Ngoài ra đó thì về cái chỉ số người ta gọi là Human Development Index, là một cái chỉ số về phát triển con người đó, thì chúng ta thấy là chúng ta đứng ở trong cái nhóm thứ 3, trong khi là Thái Lan đứng nhóm thứ 2, cao hơn nhóm cao thứ 2, và Korea, Nam Hàn đó, đứng trên cái nhóm cao nhất. Thì chỉ một vài cái dữ kiện như vậy để cho chúng ta thấy đó, là ngay cái chỉ số này chúng ta thua cả South Africa. Nam Phi là một cái quốc gia mà mới chỉ vực lại được cái nền tự do dân chủ sau này. Thì xin trở lại với Hải. Cảm ơn chị Diệu Trân đã chia sẻ những con số nói lên. Và cái Hải muốn nói thêm về cái phương tiện, cái vấn đề là cơ hội. Tại vì Hải cũng đặt vấn đề là tại vì có những người người ở trong nước, giới trẻ trong nước ra nước ngoài, mà trước khi ra nước ngoài thì họ có thể là đạp xích lô đi bán rong, bán vé số. Nhưng mà ra nước ngoài rồi họ là tiến sĩ, là những khoa học gia, em nghe đến những câu chuyện của những người đó, họ là những người đang thuyết trình cho những người đồng ngành về cái việc làm của họ. Thì đó là một những cái điển hình em thấy được là cái tiềm năng có đó, nhưng mà ở trong nước thì họ chỉ là đồ bỏ, họ chỉ đi bán vé số, đạp xích lô, làm công để qua ngày, để cho miếng cơm manh áo cho đủ qua ngày thôi. Nhưng khi ra nước ngoài với đầy đủ cơ hội thì họ là những người cống hiến rất nhiều cho quốc gia họ đang ở và cả cho thế giới nữa, tại vì họ đang cống hiến cái chất xám cho thế giới hưởng lợi chung. Thì ngoài ra thì em nhìn thấy được là không những cái tiềm năng của nước Việt Nam không thôi, mà đây là những cơ hội để cống hiến cho thế giới, nhân loại nói chung, mà Việt Nam, những con người Việt Nam tài giỏi đang có, nhưng mà chưa có ở môi trường để được phát triển. Phước Sĩ cũng muốn chia sẻ thêm ý kiến của chị Diệu Trân với lại anh Lê Hải. Đó là hồi nãy chị Diệu Trân có nêu ra một cái điểm mà Phước Sĩ nghĩ cái điểm đó là nó rất là đặc biệt và đặc sắc cho cái đất nước Việt Nam và dân tộc Việt Nam của mình. Đó là cái cộng đồng người Việt hải ngoại. Trong cái lịch sử của Việt Nam của mình, từ sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đó, trước đó thì cái cộng đồng người Việt hải ngoại gần như là chỉ là những du học sinh như là chị Diệu Trân là đi qua du học ở nước ngoài từ năm 71. Thì cái con số tương đối khá là nhỏ. Nhưng ngày hôm nay, năm 2019 thì là ở Hoa Kỳ, riêng Hoa Kỳ thôi, là cộng đồng người Mỹ gốc Việt hoặc là nói tiếng Việt là con số đã từ 1,5 triệu, hơn 1,5 triệu rồi. Mà nếu mà mình nói thêm những quốc gia khác như là Canada, Canada, Pháp hay là Tây Đức và Úc Châu hay là những cái quốc gia trên thế giới, thì mình có thể nói rằng cái cộng đồng người Việt hải ngoại của mình con số có thể là 2-3 triệu hoặc là hơn nữa. Và
trong cái con số mà 2-3 triệu người Việt hải ngoại, cộng đồng người Việt hải ngoại đó, thì có một rất là nhiều cái khả năng về nhiều cái khả năng mà nói về kiến thức, về văn hóa, về kiến thức, về trình độ học vấn, về khả năng mà làm việc, khả năng quản lý, khả năng sáng tạo, thì cái đó là một cái điều mà một trong những cái tiềm năng mà dân tộc Việt Nam mình có, ngoài những người dân Việt Nam của mình đang sống trong cái đất nước Việt Nam của mình, bạn trẻ, những người đang học, đi học, hay là những người đã đi làm, hay là những cô chú đã về hưu, cái tiềm năng bên trong cái đất nước của mình cộng với cái tiềm năng của người Việt cộng đồng ở hải ngoại, nếu mà được nếu mà những cái tiềm năng đó, nếu mà được mà khai dụng, cái từ mà chị Diệu Trân, chị đi đi ra nước ngoài khá lâu mà chị nghĩ đó, chị nói được cái từ đó, hôm nay tôi sẽ học được cái từ đó, mà nếu mà được khai dụng á một cách mà làm sao cho người ta cảm thấy là người ta hạnh phúc trong cái vấn đề người ta cống hiến hay đóng góp, thì Phú Sĩ nghĩ rằng nó sẽ làm cho những cái tiềm năng đó nó được bộc phát, nó được khai dục một cách hiệu quả và chính xác. Lấy ví dụ như là bây giờ chị Diệu Trân đi ha, là chị đã học bao nhiêu năm ở nước ngoài, đã làm bao nhiêu là những công việc ở nước ngoài, mà nếu mà chị được khai dụng cái chính sách của, nếu mà trong nước mình, cái đất nước của mình, cơ chế chính trị, cơ chế nhà nước có những cái chính sách để mà khai dụng những người có cái kinh nghiệm, có những cái kiến thức như là chị Diệu Trân đi, nếu mà được khai dụng một cách mà một cách hợp lý và làm sao cho người ta cảm thấy rằng người ta hạnh phúc để mà người ta đóng góp và người ta hiến dâng cái khả năng của người ta, thì như vậy đất nước mình sẽ có cái chiều hướng là đi lên. Đó là điểm thứ nhất mà Phú Sĩ muốn chia sẻ, rất là đặc biệt, bởi vì Phú Sĩ nghĩ rằng trong toàn bộ các quốc gia trên thế giới, ngoại trừ người Do Thái, là người ta có những lúc trong lịch sử của người ta là người ta phân tán khắp nơi trong thế giới, hay là người Trung Quốc cũng có mặt ở rất là nhiều nơi trên thế giới, thì Phú Sĩ thấy rất ít các dân tộc mà như là người Việt Nam có mặt hiện diện ở tất cả mọi nơi trên thế giới, ở Úc, ở Anh, ở Pháp, ở Mỹ, ở Nhật, tức là gần giống như là ở nơi nào mình cũng có cộng đồng người Việt Nam của mình. Đó là một cái điểm rất là đặc sắc. Một cái điểm thứ hai mà anh Hải ảnh vừa mới nói với các bạn về cái môi trường, ảnh nói về cái môi trường, cũng một cái con người đó ở bên Việt Nam có thể là một con bé đi bán vé số, bán bánh kẹo gì đó, mỗi ngày là đi dọc các đường phố bán vé số, bán bánh kẹo để mà giúp bố mẹ kiếm ra một chút đỉnh tiền để mà đi chợ búa, nấu cơm, nấu nước gì đó trong một ngày. Nhưng cũng một cái cô bé đó, nếu mà ở trong một cái môi trường khác, ví dụ như là môi trường ở Hoa Kỳ chẳng hạn, thì được cái sự mà chăm sóc, giáo dục, được đi học, rồi có những cái cơ hội sau khi học hết lớp 12, có những cơ hội để vào đại học, có nhiều cái cơ hội về học vấn để mà những người như là cái cô bé đó, Phú Sĩ chỉ lấy một cái câu chuyện làm ví dụ thôi ha, là có nhiều cơ hội để học cao lên, học những trình độ đại học về những cái ngành nghề phong phú và đa dạng, và sau đó thì lại có thể có những cái cơ hội để học cao hơn nữa, để phát huy được cái tiềm năng của chính cái con người đó. Thì rõ ràng là cũng một cái con người, nhưng mà một cái nơi mà không có những cái, một cái nơi mà môi trường nó không có cho phép người ta có những cái cơ hội để mà lĩnh nhận được một cái nền giáo dục và đào tạo để giúp người ta phát huy được cái tiềm năng của người ta. Còn một nơi khác thì tất cả mọi người đều có những cái khả năng, có những cơ hội để mà được nhận được cái sự mà giáo dục và đào tạo để phát huy cái tiềm năng của chính cái con người đó. Thì rõ ràng rằng cái môi trường nó rất là quan trọng, và Phú Sĩ nghĩ rằng cái dân tộc Việt Nam của mình rất là đông, 96 triệu người. Nếu mà những cái môi trường trong cái đất nước của mình nó cho phép những cái bạn trẻ có những cơ hội để phát huy cái khả năng tiếp thu kiến thức và giáo dục, để các bạn phát huy cái tiềm năng chính bên trong con người của các bạn, thì có nghĩa rằng một khi mà có những cái điều kiện như vậy thì nước của mình sẽ rất là phát triển một cách mạnh mẽ, chứ không có phải là bị giống như là gặp những cái trở ngại, bị một cái vị trí mà chị Diệu Trân đã đưa ra những con số
mà cụ thể là con số, chỉ mình nói về lợi tức đầu người thôi. Tại vì khi mình nói về cái đất nước nào nó tiến bộ, nó văn minh, thì chỉ việc lấy cái con số lợi tức đầu người ra là biết nó nằm ở vị trí nào rồi. Thưa anh Lê Hải và chị Diệu Trân. Cho Diệu Trân tiếp lời một chút xíu, nói về cơ hội và nói về cái môi trường để giúp phát triển đó. Thì chúng ta thấy là ngoài cái chuyện mà các bạn đã chia sẻ, một người ở trong nước có thể là các em bé không có cơ hội đi học, đi bán vé số v.v. sang bên đây có cơ hội có thể trở thành tiến sĩ, bác sĩ, kỹ sư v.v. rất là giỏi. Và chúng ta đã trông thấy những cái cảnh đó chứ không phải đây là lý thuyết. Thì một cái trở ngại nữa về cái môi trường đó là những bạn đi có khả năng hoặc là vì cơ duyên nào đó họ sang được các quốc gia tân tiến để học hỏi, để phát triển cái tiềm năng của họ. Nhưng rồi họ không muốn đi trở về, đúng không ạ? Họ không muốn trở về vì trong nước không có cái môi trường để cho họ, để sử dụng họ. Rồi ngoài chưa kể đến những cái yếu tố khác như là tham nhũng, con ông cháu cha thì mới được vô ngành nghề này, được làm vị trí này kia. Rồi bên cạnh đó, họ ở lại, họ không muốn trở về trong nước thì chúng ta mất đi những người tài, những nhân tài. Chưa kể đến cái khối người ở hải ngoại đã từng có những người ở cái lứa tuổi như chúng ta đã trở về Việt Nam để cố gắng đóng góp cho đất nước sau gọi là hậu chiến tranh đó. Nhưng mà rồi cuối cùng họ thấy bế tắc, họ phải chạy ra. Và cái thập niên 90 đó, khoảng đó, lúc đó thì có thể là phú sĩ chưa có sang đến đây, hoặc là Hải thì Sĩ Trân không nhớ là Hải đi năm nào, nhưng mà đại khái là cái giai đoạn đó có một cái phong trào mà trong nước thì chế độ cũng mong ước được những người tài hải ngoại về. Nhưng về đến nơi họ thấy có những cái bất công, những cái hiện tượng không thể chấp nhận được là họ bỏ chạy. Thế thì cái điểm đó gọi là lúc nãy Hải có nói đó là chảy máu chất xám. Và thật ra đó cũng là cái ưu tư của Diệu Trân, và đó cũng là cái đề tài mà Diệu Trân làm cho cái luận án tiến sĩ. Thì qua cái vấn nạn đó, nội cái chuyện mà tiềm năng thì rất là nhiều. Người Việt Nam, Diệu Trân có cơ hội đi khắp nơi gặp bữa đồng bào mình, rất là yêu nước một cách nồng nàn. Thế thì cái điều gì cần phải có, những cái thay đổi gì ở trong nước, căn bản như thế nào, từ chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, vân vân, mọi lĩnh vực, thì đó cũng là những cái chủ đề mà Diệu Trân hy vọng là tất cả chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ và chia sẻ với đồng bào ở khắp mọi nơi, đặc biệt là đồng bào ở trong nước, để chúng ta được nghe những cao kiến, được cái sự hòa nhập chung. Bởi vì cái bổn phận đối với đất nước và cái tương lai của đất nước nó nằm ở trong tay tất cả mọi người, không chỉ riêng gì ai. Thành ra đó là cái tâm tình của ba chị em chúng ta. Không biết Hải có thêm điều gì trước khi Diệu Trân có một câu hỏi đến với các bạn. Dạ, xin nhắc lại quý vị thính giả đang nghe chương trình tìm ống thi thôi giờ từ 12 Cali giờ Houston bạn hàng là lên sóng nên chị em tôi đã cũng có giới thiệu qua những cá nhân chúng tôi và cũng đang mở đầu về câu chuyện về những cái tiềm năng và những cái vấn đề đó chúng ta có thể cùng sẻ chung. Và trong lần phát thanh kỳ tới, chúng tôi sẽ mời quý thính giả điện thoại vào để cùng tham gia với chúng tôi, để chúng ta cùng thảo luận, để tìm một cái hướng đi nào đó, một cái giải quyết nào đó để giúp cho Việt Nam được sáng lạng hơn. Thì có những điều mà chị Diệu Trân vừa nói lúc nãy thì có những cái phong trào đã từ hải ngoại đã về để mong cống hiến cái tài sức của mình để giúp đất nước phát triển hơn. Nhưng theo Hải nghĩ thì vấn đề là cái môi trường, thì lúc nãy Hải cũng có đưa ra một vài cái điển hình, là có thể là đó là những cái ví dụ, đó là lý do tại sao mà người ở trong nước không phát triển được, mà khi ra ngoài nước ngoài thì họ là đổi có cái mức tầm năng của họ phát triển rất là nhanh, rất là cao, và có những cống hiến cho đất nước sở tại và nhân loại nói chung. Như cái câu chuyện lúc nãy chị Dương Trân có nói, một số người trong thập niên 90 có về Việt Nam để mong cống hiến, nhưng vì môi trường
cũng không không tiện cho họ cống hiến. Cho nên những tiềm năng đó dù ở nước ngoài đã thành công, trở về Việt Nam lại bị khô héo. Thì đó là điểm mà Hải muốn nhấn mạnh, là theo suy nghĩ của Hải thì cái môi trường là thuận lợi hay không thuận lợi là một cái điểm rất then chốt cho cái một sự phát triển của tài năng của cá nhân và cả một quốc gia và dân tộc như vậy. Đó là Hải suy nghĩ của Hải. Có phải là Hải với lại Phú Sĩ đó, mình có cảm nhận là cái môi trường mà chúng ta nói đến đó, nó phải mang tính chất là chào mừng tất cả mọi người, cái sự đóng góp của mọi người, đúng không? Và hiện nay ngay bây giờ của chúng ta ít nhất đó là một cái điểm mà nó mang tính chất gọi là phân biệt đối xử. Lúc nãy các bạn có nói đến đó, cái hiện tượng phân biệt đối xử. Và chính vì đó là một cái bế tắc, dĩ nhiên có rất nhiều những cái chuyện khác để chúng ta cùng chia sẻ và làm sao để cùng chung tay góp sức thay đổi cái hiện trạng. Nhưng mà có những người nói là cái hiện trạng ngày hôm nay đó nó bế tắc là bởi vì chính quyền độc tài không có mở rộng ra để đón nhận tất cả mọi tài năng, mọi tấm lòng. Thế thì nếu mà chúng ta muốn nói đến những cái sự thay đổi ở trong đất nước mình, làm sao mình thay đổi được nếu mà tất cả những cái ý kiến gì nó khác biệt thì đều bị gọi là chống trả, hay là tệ hại, hay là phản động, hay là gọi là không thích hợp, vân vân. Thì trong cái trường hợp như vậy, chúng ta có thay đổi được không? Đặc biệt là thay đổi tư duy. Bởi vì cái yếu tố con người là quan trọng, phải không? Cho Phú Sĩ chia sẻ thêm, chị Diệu Trân nói về thay đổi, thì Phú Sĩ cũng muốn nói một số điều về thay đổi. Phú Sĩ có một câu chuyện, một người cousin, là một người em họ của Phú Sĩ, là đi học và làm việc ở Singapore, và sau khi học hết đại học và học thêm cao học ở Singapore, có đi qua Mỹ học một thời gian nữa, thì bạn đó làm việc ở Singapore và sau đó thì bạn đó quay về Việt Nam để làm công ty, là công ty đa quốc gia đóng trụ sở ở Hoa Kỳ, những công ty đó đưa về Việt Nam làm việc. Thì một trong những cái điều mà Phú Sĩ nghĩ rằng không chỉ riêng cái bạn cousin là người em họ của Phú Sĩ tỏ ra có một cái quan ngại, mà Phú Sĩ nghĩ rằng những người bạn trẻ ở Việt Nam, những người bạn đang làm việc ở tất cả mọi các ngành nghề, những cơ quan, tổ chức đều có một cái điều mà có thể là các bạn có bên trong tâm các bạn nhưng mà các bạn không có dám nói ra. Đó là cái vấn đề là ở chỗ rằng khi các bạn có năng lực, có học vấn, có năng lực, nhưng trong cái môi trường của các bạn thì các bạn chỉ là những người giống như là chỉ là những người mà làm công, là bị sai khiến thôi. Các bạn không có cơ hội vươn lên. Còn những người mà nắm cái quyền lãnh đạo, nắm cái quyền quyết định trong những cơ quan thì lại là những người nhiều khi không có thật sự là có trình độ về học vấn, không có thật sự là có được đào tạo bài bản, được có một cái giáo dục bài bản theo những trường đại học hay là những cái bằng cấp này kia, nhưng chỉ vì người ta là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam thì người ta được cơ cấu vô làm những cái chức vụ mà có cái quyền quyết định, cái quyền lãnh đạo. Như vậy cái người em họ của Phú Sĩ rất là cảm thấy không có được khác, không có được vui vẻ cho lắm, bởi vì người em họ đó nghĩ rằng mình học rất là nhiều, mình làm rất là nhiều, nhưng mình chỉ là một người mà giống như là một cái công cụ bị sai khiến làm những công việc thôi. Còn những người mà sai khiến mình lại là những người hoàn toàn là không có một cái trình độ giỏi, không có được đào tạo, không được không có thực sự là những người mà giỏi, mà chỉ đơn thuần là người ta là một cái đảng viên, một cái thẻ đảng thôi, thì người ta lại có được tất cả những cái quyền mà quyết định. Đó là cái điểm mà Phú Sĩ nghĩ rằng có thể là rất nhiều người Việt Nam của mình ở trong nước cũng như là những bạn từ nước ngoài về nước làm việc đều có cái cảm nhận đó, nhưng mà không có hài lòng. Một cái điểm Phú Sĩ muốn nói nữa trước khi mà chúng ta chuyển sắp sửa hết giờ, đó là Phú Sĩ nói rằng cái thay đổi, nếu mà mình nói thay đổi thì có nhiều cái thay đổi lắm, nhưng mà Phú Sĩ muốn nói ra cái thay đổi then chốt nhất mà đất nước Mỹ này đặt nó làm một cái nền tảng trên hết trước khi mà tất cả những cái thay đổi khác, đó là
tất cả mọi người sinh ra đều phải là được đối xử một cách bình đẳng. Cái thay đổi đó là cái thay đổi mà trọng tâm nhất Phú Sĩ nghĩ. Một khi mà tất cả 96 người triệu dân người Việt Nam của mình đều được đối xử một cách bình đẳng như nhau, có những cơ hội bình đẳng như nhau, thì cái thay đổi đó chính là cái thay đổi lớn nhất để mà tạo cái tiền, tạo một cái đà cho tất cả những cái thay đổi khác nó có thể xảy ra. Thưa chị Diệu Trân và anh Lê Hải. Cảm ơn Phú Sĩ rất là nhiều. Diệu Trân nghĩ là thì giờ đi qua rất là nhanh, một tiếng đồng hồ mà hầu như là chúng ta chưa có tâm tình được nhiều những cái điều mà chúng ta muốn nói đến, nhưng mà chắc là phải hẹn quý khán thính giả của chúng ta vào tuần tới. Một cái điểm nhỏ trước khi Diệu Trân mời Hải đóng chương trình đó là Diệu Trân nghĩ là người Việt Nam của chúng ta rất thương yêu dân tộc và tiềm năng rất là lớn. Và chúng ta ở hải ngoại hay trong nước cũng cùng một nhịp tim. Đó là cái nhịp thương yêu lẫn nhau, muốn đất nước dân tộc đều phát triển, đều khá lên. Thì qua cái nhịp chung đó, chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ những vấn đề của đất nước và cùng nhau góp tay trong cái việc xây dựng lại đất nước Việt Nam của chúng ta và đi từng các vấn đề rất rất là nhiều những cái quan tâm. Thì xin trở lại với Hải. Dạ, cảm ơn chị Diệu Trân. Với lời chia sẻ chân tình đó của chị Diệu Trân, hãy xin mời quý thính giả tiếp tục đón nghe diễn đàn tự do trên làn sóng của TNT từ 2 giờ đến 3 giờ sáng giờ Việt Nam hàng tuần. Và đến đây chúng ta trong cái buổi phát thanh đầu tiên, chúng tôi có nói chuyện về một số điều về tiềm năng của Việt Nam, và trong tương lai sẽ trong lần tới sẽ có những số điện thoại để quý vị có thể gọi vào tham gia với chúng tôi, chúng ta cùng thảo luận để tìm một cái phương hướng nào đó để cho giúp cho Việt Nam được tương lai được sáng lạng hơn. Và đến đây thì giờ đã hết. Chúng tôi xin kính chào quý vị và xin mời chị Diệu Trân lời chào đến quý khán giả. Dạ vâng, trước khi chấm dứt chương trình, Diệu Trân có một câu đố để gửi đến hai bạn. Hai bạn có nghĩ là ngày hôm nay đó, hệ thống internet nó tăng 100 độ C không? Là vì chương trình của chúng ta. Phú Sĩ cũng hy vọng là nó tăng lên 100 độ C đó. Là 100 độ C trên internet thôi. Dạ, Phú Sĩ hy vọng rằng những người đang lắng nghe chương trình ngày hôm nay, đặc biệt là những vị mà có quyền lãnh đạo trong bộ máy nhà nước của Việt Nam đó, hôm nay nhiệt độ sẽ là tăng lên bên trong cái con người của họ đó. Và dễ chân hy vọng là những vị đó lắng nghe và mong là chương trình của chúng ta, họ sẽ nhận thức được là ở đâu là cái điểm tốt nhất cho chính họ nữa, chứ không phải là chỉ cho riêng đất nước dân tộc. Bởi vì dân tộc mà phát triển thì mỗi cá nhân ở trong cái xã hội đó, trong cái đất nước đó sẽ được phát triển và đều được hạnh phúc. Thì đó là cái mục tiêu của chúng ta. Xin trân trọng kính chào toàn thể quý khán thính giả và hai bạn. Phú Sĩ cũng trước khi mà Phú Sĩ chào các vị thính giả đó, thì Phú Sĩ cũng cảm ơn chị Diệu Trân là chị đã nói lên những cái lời lẽ chân tình của mình trong một cái tính cách là xây dựng. Giống như là cùng chúng ta dù là có những cái quan điểm chính trị khác nhau hay là có một cái lý tưởng khác nhau về mặt chính trị, về mặt xã hội, nhưng chúng ta lại có, theo từ của chị Diệu Trân là chúng ta là cùng có một cái nhịp tim, là mình cùng đập cái con tim Việt Nam của mình, đúng không? Thì như vậy, cái lời chia sẻ của chị Diệu Trân nó có ý nghĩa rằng một lời kêu gọi chân tình với những người bên kia của cái lý tưởng bên kia là lắng nghe, để mà chúng ta có thể là bắt tay, để mà chúng ta có thể cùng nhau xây dựng cái đất nước của Việt Nam mình trở thành theo các khát vọng của tất cả mọi người là sánh vai với các cường quốc. Đến đây thì Phú Sĩ xin chào chị Diệu Trân, chào anh Lê Hải và xin chào tất cả các bạn đang lắng nghe chương trình. Cái những cái tâm tình của Phú Sĩ đó làm cho Diệu Trân rất là xúc động. Nhưng mà có một cái điểm này cũng rất là quan trọng mà phải nói lên là chúng ta mong tất cả mọi người trong cái trái tim Việt Nam đó quay trở về với nguồn gốc dân tộc, quay trở về với chính nghĩa của dân tộc. Còn nếu mà những cái người mà đang tâm để cái quyền lợi của cá nhân họ hay là đảng phái của họ hay gọi là tập đoàn của họ hay bất cứ cái vị kỷ nào của họ đó lên trên cái quyền lợi của dân tộc đó, thì Diệu Trân sợ là họ sẽ bị đào thải bởi cái sức mạnh của dân tộc. Thành ra chúng ta ở đây không kêu gọi hòa hợp hòa giải để chia ghế chia quyền với ai hết cả,
sợ có những khi ngộ nhận như vậy, mà chúng ta kêu gọi những người đang phục vụ cái chế độ này hiểu rõ đâu là chân lý của dân tộc để quay trở về với chính nghĩa của dân tộc. Xin hết ạ. Dạ, với những lời chia sẻ đó, Lê Hải xin mời quý vị trở lại với chương trình Diễn đàn Tự do trong tuần tới từ 2 giờ đến 3 giờ chiều. Và xin cảm ơn quý vị đã theo dõi trong thời gian qua và xin hẹn gặp lại. Xin kính chào. Tôi đã thấy biển người sáng nay. Quý vị đang theo dõi chương trình truyền hình của hệ thống truyền thông TNT Media. Mọi chi tiết hoặc để được giới thiệu và quảng cáo trong tiết mục này, xin quý vị gọi số điện thoại 832-767-9160. Chọn niềm tin, tương lai đổi mới, dân thân với đời xây dựng lại Việt Nam.